Dạ Linh xin chào quý ông bà cô chú các bạn, các em nhỏ đã đến với kênh Thôn Nữ Cà Mau. Thì có dịp hôm nay Linh tới thành phố Cà Mau thì được chị Nga, hôm nay là chị Nga sẽ là hướng dẫn để dẫn Linh đi tham quan thành phố Cà Mau á. Điểm đầu tiên mà chị Nga dẫn Linh tới thì là bánh đầm cao ông Đạo. Hồi đó giờ Linh ở Cà Mau gần 30 nồi bánh tét rồi mọi người, nhưng mà chưa bao giờ được ăn cái món này hết trơn. Nghe nói đây cũng là một món rất là nổi tiếng ở Cà Mau luôn á. Thì bây giờ là xin mời ông bà cô chú các bạn mình cùng với Linh và chị Nga miền Tây mình đi vô trong để mình thưởng thức cái món này ha. Cái này là đặc sản quê mình hả chị? Trời ơi, hồi đó giờ em có ở dưới quê chứ đâu có lên thành phố này làm gì đâu. Hồi đó giờ đây là lần thứ hai em tới thành phố luôn á. Wow. Đây dạ. Là anh chủ quán rất là dễ thương nha mọi người. Dễ ghét lắm, dễ thương. Cái này là cái xíu mại đúng không chị? Dạ, còn cái này là bánh đập nhìn nó cũng giống như bột bún vậy ha. Nhưng mà cái sợi nó... Cái này nó có nếp. À, có nếp nên là cái gạo, sợi... Cái kia là gạo không. Cái này là chú để vô đây để mình hâm nóng lên cho khách ăn hả chú? Cái kia thì trụng, cái này thì hấp. À, là mình hấp. Chị ơi, cái này ăn sao chị? Lần đầu tiên em ăn luôn á. Là mình kêu một tô hay là làm sao chú? Dĩa. À, dĩa. Hai thứ. Bây giờ mình sẽ... Mình bé Thảo với Linh sẽ mời mọi người ăn bánh tập cay ông Đạo nha. Dạ. Bây giờ mình kêu ba phần đặc biệt đi. Đặc biệt là có gì chị? Đặc biệt là có xí mại nè, có đùi gà chặt á. Dạ. Rồi. Giờ mình mời mọi người qua bàn đợi đợi chú làm. Đây. Không ăn cũng được. Chú quay thoải mái, họ đưa 2 triệu rồi. Chú ơi cho con ở lại đi. Con xin cái này là mình ăn với rau giá. Rau giá, rau thơm, xà lách. Rau thơm, xà lách với giá. Ờ, cái sợi giá con thấy nó ú giống như là ở nhà ở dưới quê hay chút giống như đám vậy. Giá này không có giá chợ, giá chợ ăn ra không có giá đâu. Dạ, là cái cọng giá nó ngọt giống như là giá gọi là giá gì ta, giá mầm vậy phải không chú? Giá đúng ngày á. Dạ. Giá thuốc khác, giá sang dưỡng nó khác. Dạ. Đó, một phần đặc biệt là mình có 2 viên sữa mại với một cục gà hả chú? Đặc biệt là 2 cục gà, 2 viên một viên mại là đặc biệt. Còn vậy là bình thường. À bình mại thường không, hả? Gà không, gà mại. Dạ. Đó. Em ăn gà được không Linh? Dạ được chị. Đây là gà nè. Cái này là gà nè chú để. Nhưng mà tất cả hình như là chú đều hâm nóng lại cho mình đúng không? Thấy nóng hết. Nóng ở trên lò suốt luôn, nóng suốt luôn. Dạ. Bây giờ mình sẽ mời bé Linh và mọi người ăn đặc sản của quê mình nha. Bánh tầm xíu mại ông Đạo. Dạ. Địa chỉ ở đây là số mấy chú? Đây. 2A Bùi Thị Xuân. Linh cũng nghe là Cà Mau có đặc sản là bánh tầm cay á, nhưng mà đây là lần đầu tiên mà em tới luôn, em mới biết luôn á. Tại vì ở tuốt dưới quê á. Thôi mình qua bàn ngồi ha. Rồi bây giờ thì Linh với chị đi qua bàn ngồi ha mọi người. Cái này là muối tiêu. À muối tiêu. Đây, trong lúc chờ đợi thì bé Thảo nó pha nước chấm nè. Lâu lâu mình đãi bé Linh nhưng không phải hồi đó giờ mới đãi lần đầu tiên rồi chứ không có lâu. Linh ăn ớt không? Dạ ăn được. Ăn ít thôi là mình phải có cái này rồi thêm ớt rồi cái mình nặn chanh vô hả chị? Ăn nhiều ớt nhiều đây ha. Dạ cũng được chị, ăn nhiều cũng được nổi còn cũng không ăn ớt. Tại vì nặn chanh vô là nặn chanh vô chấm. Nặn chanh vô cái mình quậy quậy lên hả chị? Để Linh thử ha. Đây mình cũng nặn chanh đi chứ mình lớn mình ngồi chờ nó không nó tự đây chanh đây. Để quậy mà cho Linh luôn à? Để em quậy nè. Đó. Theo bé Linh học hỏi cách nói chuyện. Mình không có nói như bé Linh được. Mình nói chậm lắm. Nên phải bái sư phụ. Trời trời chị ơi. Em nói có khi bị cắn lưỡi luôn. Em nghĩ chắc là cái nước chấm này cũng đặc biệt phải không? Thường em thấy là người ta ăn cái gì mà liên quan tới bún là người ta hay ăn với nước mắm rồi ha. Nhưng mà cái này là mình ăn với muối tiêu, ớt, chanh nha mọi người. Vô đây gọi một giá mẹ ha. Không phải là sói mình lớn rồi. Bắt đầu xe nó chạy không có gì hết. Bây giờ em bé Linh với bé Thảo mời cả nhà ăn bánh tầm cay ông Đạo cùng em với mọi người, cùng em với hai đứa trẻ nha. Tại vì ở đây em già nhất nên em kêu nó là hai đứa trẻ. Đây là lần đầu tiên mà Linh thưởng thức cái món này á. Đây cũng là một cái món đặc sản mà khi mà mình tới Cà Mau mình nên thưởng thức á mọi người. Thì
Cái quán này Linh thấy là chú bán cho rất là nhiều người nổi tiếng, là có chú Clement, là cô Diệp Hương, quá trời hình luôn. Một lát Linh sẽ xin chụp với chú một tấm hình ha, để làm kỷ niệm đó. Rất là nhiều người nổi tiếng, tại vì mắt Linh cận nhìn xa, nhưng có mà Mạc Văn Khoa nữa. À, Mạc Văn Khoa nữa kìa. Rồi bây giờ thì xin mời mọi người cùng thưởng thức với ba chị em Linh nha. Bây giờ mình mời mọi người ăn cục xí mại nha. Cái này là mình trộn đều lên là mình ăn được rồi phải không chị? À. Kiểu này cái nó sốt của nó nhìn giống cái màu cà ri ha. Rồi mời mọi người nha. Mời mọi người. Sao? Nó vừa ăn mà cái sốt nó cay cay, tại bánh tầm cay mà phải cay mọi người. Ngon lên. Ngon chị. Nhưng mà nãy Linh nói giỡn với chú, Linh kêu chú cho Linh siêu cay, thì chú cho Linh siêu cay thiệt. Cay dữ không? Cay. Chị kêu không cay mà giờ nó còn cay muốn chết nữa nè. Đúng rồi, tại vì bánh tầm cay mà. Ngon ha. Đặc biệt. Kiểu nó rất là lạ luôn á mọi người. Nhưng mà nó có cái mùi đặc trưng của cà ri. Ngon á. Đây là cục xíu mại nè mọi người. Ăn đi khi nào cho hết. Xíu mại này chắc làm từ thịt quá. Thịt heo, củ sắn. Xíu mại thì làm từ thịt đó, cũng có cảm giác ăn vô nó không có bị ngán. Cái cục xíu mại nó có cái độ dai rất là vừa phải á mọi người. Rất là ngon luôn. Có tiêu, thơm mùi tiêu ha chị. Này là nguyên cái cục của mình chặt. Cái này là ba chị em Linh là đang ăn cái phần đặc biệt đó mọi người. Cục gà bự dễ thở luôn á. Bự ghê, gà này chắc gà tao á, nhìn cái đùi thấy chắc khỏe quá. Cay quá. Uống nước vô. Uống nước vô cay thêm. Có nước thì cay maximum đó. Nè. Siêu cay. Cái này là Linh đang bị nghiệp quật nè. Nãy Linh kêu chú làm cho Linh phải siêu cay, bánh tầm cay là phải cay. Nhưng mà ngon lắm chú ơi. Dạ. Dạ, con ớt nó không cho con xin miếng nữa chú ơi. Ở đây nghe nói chú bán lâu hả chị? Anh bán nhiều năm rồi anh bán nhiều năm rồi. Em nhiêu tuổi là bánh nhiêu năm hả? Em 40 tuổi. Chắc Linh nghĩ là quán này là gia truyền á, cũng có chất tử cũng từ nhiều đời hả chị? Ăn cay mà sức mồ hôi hả? Cay quá, sức mồ hôi hộp luôn á. Trời nắng này mà ăn bánh tầm cay ha, vô mánh luôn á. Dạ. Cay mới mình ăn không nổi. Ngon nhìn nè. Không cay, ăn rất là nhanh. Tới đùi rồi. Chưa xong cục của mày à. Hồi nãy á, tại do Linh á, Linh chanh Linh kêu chú á, làm cho Linh phải siêu cay. Cái chú làm cho Linh siêu cay. Xong rồi cay quá ăn không nổi, cái chú cho Linh thêm cái nước sốt đó. Thì bỏ vô nó bớt cay mọi người. Là cái độ cay này á, thì mình có thể điều chỉnh theo từng khẩu vị của mỗi người ăn á. Mình ăn không cay thì mình nói với chú, chứ đừng có nói giống như Linh là bánh tầm cay phải làm cay nha, là chú làm cay lắm á. Linh
Linh với chị Nga đã ăn xong rồi mọi người, còn lại cái nước sốt thôi. Thì bây giờ Linh sẽ mua 3 phần đem về cho mẹ Linh với anh, ủa với mẹ Linh với cha Linh với chị dâu của Linh. Chú ơi, làm cho con 3 phần mang về. Linh sẽ mang về để cho cha mẹ Linh thưởng thức. Mình ra đây luôn hay chị? Đó. Đó, đây là quán. Chú ơi, con đi tham quan vòng vòng quán nha. Tại giờ này á, là Linh ghé ngay lúc 2 giờ trưa nên là quán cũng không đông khách. Chú nói con ơi, đây là hình như là chú Colorman nè, cô Diệt Hương. Rồi cái anh Tây này không biết ai luôn á. Rồi ở đây là A Mạc Văn Khoa. Cũng có rất là nhiều người luôn. À, đây là cô đang làm cái này là bánh tầm đúng không cô? Mình phải chiết nhỏ ra gì để lát mình đem ra ngoài mình hấp. Mỗi ngày là cô bán khoảng bao nhiêu ký bánh này cô? 150. Dạ, mỗi ngày bán 150 ký bánh là rất là nhiều luôn á, cái lượng khách tới đông lắm ha cô. Giờ cao điểm của mình là khoảng mấy giờ cô? 7-8 giờ. Dạ, là 7-8 giờ là chiều cũng 7-8 giờ là giờ cao điểm của mình. Dạ, giờ đó người ta đi ăn sáng hay người ta đi ăn tối ha. Dạ. Thì con nghe quán cô lâu lắm rồi mà hôm nay con mới có dịp tới á, tại vì con ở dưới quê, có dưới cái nước á. Nhưng mà nằm trong ấp nữa nên là đường đi nó thấy xa á cô. Nhưng mà hôm nay có thưởng thức rất là ngon. Rồi mình đi qua đây ha. Đây là Linh có xin phép chú để đi vòng vòng tham quan quán. Ở bên đây là bên trong để nấu cà ghi. Đó. Thì chú chủ quán thì rất là vui tính luôn. Đó, chú đang làm cho Linh 3 phần mang về. Cái nào cho nó rõ nét cái đấy, không có phải. Dạ, chú làm cho con đứng cay nha chú, chứ đừng làm siêu siêu cay. Sao cũng được, bây giờ mà có đi chùa thì không có nghĩ về giới rộng. Dạ. Cái này là chú bán là từ đời mẹ chú rồi xong rồi sang tới chú luôn đúng không? Hai vợ chồng tự làm. À, hai vợ chồng tự làm. Là chắc cũng khoảng 40-50 năm chưa chú? Đúng không, có mười mấy năm. Mười mấy năm, năm nay chú bao nhiêu tuổi? Cưới bà là 31 năm đó, bà làm dạ. Hồi lúc bà về cũng có 5 năm sau là bà biết bà bán. Dạ. Bà bán bánh tầm nước cà, thịt nướng, nước cốt dừa, mì, chả giò nữa. 10 năm sau rồi, mới cách đây 10 năm mới nấu ra cái này. Dạ. Tự bà nghĩ bà nấu không bà? Dạ, hèn chi. Dạ. Bà chơi bế biến chế rồi bà làm rồi bà. Cái đầu này không có cho ai đụng tới. Dạ. 2 giờ bà thích gì bà nấu, có 7 giờ sáng bán. Dạ. Còn chiều quá thì cỡ 3 giờ mấy đó, 3 giờ mấy đó. Dạ. Là chuẩn bị lát nữa là tới tầm 7 giờ là bắt đầu tới giờ cao điểm. 7 giờ là bán dài tới 12 giờ nghỉ. Dạ. Tới nãy tới 1 giờ, 2 giờ bắt đầu. Dạ. Đó thì chú bán rất là lâu luôn. Là từ chắc nghĩ là hồi xưa bán bánh mì xíu mại cà, xong rồi từ từ suy nghĩ ra này cũng hay ha chị. Bởi vậy đặc trưng đâu có ai mà làm được giống vậy đâu, nên là này là đặc trưng của cái quán này luôn á. À, mình hình như thấy cũng có nhiều quán mọc lên nhái nhái, nhưng mà chú là cái nơi bắt nguồn đầu tiên đúng không? Chỉ có cái quán là quán đặc sản. À, dạ. Công ty du lịch nó cho một cái quán một. À. Mình xài mấy cái đồ riêng biệt của mình luôn, không có xài bột béo, không có xài cá nước cốt dừa nhá. Dạ. Mình như con thấy chú có hình như có gửi lên Sài Gòn bán người ta ai đặt là đợi đây. À, đặt là gửi xe đi. Nếu mà ta gửi tiền vô điện thoại rồi mình gửi đi. Dạ. Chú. Đây, nó biết lạ quá đâu ơi, nó biết con nhận tiền ta nhưng dạ. Ta sẽ biết số gọi đó. Thì chuyển khoản vô thì mình kiếm tiền lên. Thôi dạ. Mình làm. Dạ. Cứ hư món nào mình làm cũng hết. Nhưng mà đồ của chú là cũng để qua ngày được, tại vì chú nấu thường ngày. Dạ. Chỉ một đêm thôi. Thì mình vào bắt đầu gửi. Nấu xong rồi. Còn nấu gửi qua ngày không có xe đi trời nắng rồi nó hư. Dạ, cho nắng á mình để đồ trong thùng á nó dễ bị ấy lắm. Rỡ giấc này tới chiều tối tới ngày mai sáng nó mới đi lấy. Dạ. Rồi ra cái đồ cắt qua cái mấy một đêm một ngày cũng được. Dạ. Rỡ tối những cái sáng tới nó lấy nè. Vừa dạ. Về đi học cũng lấy. Rồi hâm lại là mình ăn được rồi. Dạ thì sau khi mà được chị Nga dẫn Linh đi thưởng thức á thì Linh cũng mua sách về luôn rồi mọi người, tới 3 phần luôn á. Cảm ơn chị Nga rất là nhiều luôn á.
Thì bây giờ cái video của Linh á, tới đây là dài rồi. Linh xin phép là kết thúc cái video này tại đây ha. Địa chỉ bánh tầm cai này là bánh tầm cai ông Đạo, ở số 2A Bùi Thị Xuân, phường mấy Cà Mau chú? Cặp cây xăng phường 4 đó. Cặp cây xăng phường 4 là phường 4 Cà Mau á mọi người. Thì bây giờ là Linh xin phép là kết thúc cái video này tại đây nha. Hẹn gặp lại quý ông bà cô chú và các bạn các em nhỏ vào cái video ngày mai nha. Mọi người nhớ nhấn đăng ký kênh, like và chia sẻ video lên Facebook ủng hộ Linh nha. Và ủng hộ kênh của chị Nga miền Tây. Cảm ơn Linh nhiều. Bye bye mọi người.